khi sớm lửa cận kề, khuya sớm cùng với các con các cháu của ông. Lên nhận đầu tiên ông đã ra đi về cùng với tổ tiên, đoàn trở về thêm án tiền dâng lễ nhang trầu phụng biến để tưởng nhớ ông trước lúc đi xa. Đoàn tiến tâm xót xa xin để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Bằng cái tăng thân lệ gia đình các chỗ đã lời cho. Kính thưa ông Minh, bác Phạm Văn Biên, chúng cháu là anh chị em đồng nghiệp với con trai út của cụ, của bác, tôi là anh Phạm Văn Sĩ. Hôm nay chúng cháu biết tin bác 250 về với tổ tiên. Anh em chúng cháu lòng thành có lắm anh thương về đến sáng đến hướng đến một bác và để tưởng nhớ đến hương hồn của bác. Xin anh em trong đoàn sẽ để một phút vào miệng, phút miệng bắt đầu. Bạn là đến thằng thế lệ sa đi ca trù đã lời cho trưởng thứ năm Phạm Văn Thạch Nha. Mọi người đã có chút thời gian và ngọc vào lúc 13:45, 1:45 chiều ngày mai. Kính mong các anh các chị trở lại gia đình chúng tôi ăn trầu đức để tiếp đưa chồng cho ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây mời các anh các chị trở tâm và chạm đức, xin trân trọng cảm ơn. Mới có tổ tượng với tình lời tộc phạm tộc còn tiếc thương vô cùng. Vòng hoa tươi lễ nhang trầm bước chân hồng hòa đến sáng. Anh em các cháu đời tộc và tộc về đây kính biết ông để rồi thay trả lời vĩnh biệt. Nguyện cầu mong vong linh hồn của ông Phạm Văn Biên được sớm về biển cực lạc Tây Phương. Kính thưa gia đình trang chủ, nhận được tin ông 250 về quy ẩn tổ tiên, dòng tộc họ Phạm đến đây có nén nhang thơ, có vòng hoa tươi thắp hương tiếp phong linh hồn của ông và cầu chúc cho vong linh hồn của ông nơi chín suối được yên giấc ngàn thu và chia buồn với toàn thể gia quyến để tỏ lòng thương tiếc tiếp phong linh hồn của ông. Cho phép toàn thể dòng tộc họ Phạm xin được dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Chị đại diện cho toàn thể anh chị em con cháu dòng họ Phạm tộc, với tình cảm anh chị em con cháu của ông Phạm Văn Biên, khi đón nhận được tin người thân trong dòng họ Phạm tộc đã mãi mãi ra đi về hầu với tổ tiên, với những tình cảm này đoàn đã trở về đủ đông bên án tiền của ông, đặt vòng hoa tươi dâng lễ nhang trầu ngỏ đến sáng vĩnh biệt ông Biên lần cuối và chịu tang. Đoàn lễ tang thay lời gia đình trang chủ có lời cho và quả phụ Trần Thị Thành cùng các con của ông Biên xin đa tạ cảm ơn các ông, các bà, các bác, anh, các chị. Với những tình cảm này, mong đoàn trợ tất bà trà ăn trầu uống nước và ở lại để cùng với gia đình chung tay chung nông công việc cho ông Phạm Văn Biên được chu yên hoàn tất. Đúng 14:02 chiều ngày mai là toàn thể nhân dân cán bộ thôn nhà cùng hà đội hòa ngoại gần xa tổ chức long trọng buổi lễ truy điệu, buổi lễ di quan tiến đưa an táng thi hài ông Phạm Văn Biên ra nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây kính mời đoàn trợ tất bà trà uống nước, xin trân trọng cảm ơn. Thái bình.
Kính thưa vong linh hồn công biên, kính mến thưa gia đình tha quyến, bùi ngùi xúc động được tin ông 250 về hầu thiên tổ. Hôm nay chúng tôi là gia đình ông Quyền cùng toàn thể anh em con cháu là chỗ không ra với ông để tìm về đây có vòng hoa thơm nén nhang sầu để tiến mưa vong linh hồn ông về nơi khí suối an giấc ngủ và thu. Trước lúc ông đi xa chúng tôi không biết nói gì hơn, xin đề nghị toàn thể gia đình nhà an để một phút hoặc niệm ông, phút hoặc niệm được phát đầu. Kính thưa đại gia đình ông bà Quyền Nụ ở quê hương huyện Ân Thi, với tình cảm là hai gia đình tình nghĩa nuôi con chung, trồng cây chung với ông Phạm Văn Biên, lê đã nhận được bản tin chồng cha ông chúng tôi đã lâm bệnh 250 về hầu với tổ tiên gia đình ông bà cùng anh chị em con cháu đã không quản ngại đường xá xa xôi từ Ân Thi đã trở về trước án tiền của chồng cha ông chúng tôi, đặt lãng hoa tươi dâng lễ nhang trầm ngỏ đến sáng phúng viếng và các lời chia sẻ nỗi xót xa này cùng với toàn thể tăng gia. Bàn lễ tăng thay lời gia đình tăng chủ đã lời cho bà quả phụ Trần Thị Thành cùng các con của ông Biên xin đa tạ cảm ơn đoàn và kính mời đoàn trở tới bàn trà ăn. Kính thưa gia đình cao quý, kính thưa hương hồn ông Phạm Văn Biên, trong lúc toàn đảng toàn dân xã Hồng Hanh nô nức phấn khởi chào mừng ngày kỷ niệm thành lập các ngày dân tộc Việt Nam và ngày hội quốc phòng toàn dân, cán bộ thôn Nam Châu 2 nói chung đang tích cực hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 thì ba chi ủy chi bộ 2 đột ngột nhận được tin báo buồn của đồng chí Phạm Văn Sĩ, có người cha là ông Phạm Văn Biên 250 về với đất trời tiên tổ. Hôm nay cán bộ đảng viên chi bộ 2 về đây trước hết có vòng hoa tươi, có nén hương thơm, kính viếng hương mộ ông và chia buồn sâu sắc với toàn thể gia quyến, nhất là đồng chí Sĩ. Trong giờ phút đau thương này, chúng tôi cán bộ đảng viên chia sẻ đau thương mất mát cùng với gia đình và đồng thời xin gia đình cho đoàn chúng tôi dành một phút tưởng niệm của ông. Phút tưởng niệm bắt đầu. Xong, chúc ông an giấc ngàn thôi. Thuộc chi bộ đảng chi bộ 2 thuộc đảng bộ của xã Hoàng Hanh, với tình cảm mật thiết cùng với con trai thứ là Phạm Văn Sĩ, là đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ 2, đảng viên của thôn An Châu 2 quê nhà. Sau khi đón nhận được tin chồng cha ông chúng tôi đã lâm bệnh 250 về hầu với tổ tiên, với những tình cảm này đoàn đã trở về bên án tiệm đặt vòng hoa sân lễ nhau trầm phúng viếng và các lời chia sẻ nỗi xót xa này cùng với toàn thể tăng gia. Bàn tăng lễ thay lời gia đình tăng chủ đã lời cho bà quả phụ Trần Thị Thành cùng các con trai con dâu của ông Biên, nhất là con trai Phạm Văn Sĩ, xin cảm ơn đoàn đã về đây đặt vòng hoa viếng thăm. Mời đoàn cũng rút thời gian và ngọc vào lúc 13:30, 1:30 chiều ngày mai. Kính mong đoàn trở lại gia đình chúng tôi ăn chầu nước để 14:00, 2:00 tổ chức long trọng buổi lễ truy điệu, lễ di quan tiến được an táng thi hài chồng cha ông chúng tôi được về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây kính mời chú đoàn trở ra bàn trà uống nước, xin trân trọng cảm ơn. Thưa chân linh của ông Phạm Văn Biên kính quý, thưa toàn thể gia đình, thật bùi ngùi xót xa, hôm nay chúng tôi đại diện cho ban lãnh đạo, giám đốc, công đoàn, cán bộ, công nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Thịnh Phát đóng tại địa bàn của quê hương đất mẹ hiền xã Hoàng Hanh quê nhà. Thật bùi ngùi xót xa, hôm nay chúng tôi nhận được tin ông đã lâm bệnh 250 về với tổ tiên, đoàn trở về bên án tiền của ông đặt vòng hoa tươi dâng lễ nhang trầm phúng viếng và các lời để chia sẻ nỗi xót xa này cùng với toàn thể tăng gia, để tưởng nhớ ông trước lúc đi xa, cho chúng tôi xót xa để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm xin được bắt đầu.
gia đình Tát Trộ đã lời cho bà và của bạn trợ cho bạn trả rất xin trân trọng cảm ơn. Và đồng chí Trần Thị Thành, tức bà Trần Thị Thành, có chồng là Phạm Văn Biên, từ Trần, Thiệu, Thủ Chức Minh, Công An, Công An Châu Hai, có bằng hoa tươi, nén nhang thơm, quê nơi sáng tới, cung hiến hương hồi đông và chia buồn, cùng với hai đồng chí Trần Thị Thành và con trai là Trần Phạm Văn Sĩ, cùng sinh hoạt tại chi bộ, để chia buồn sâu sắc nhất với gia đình. Kính thưa tới toàn thể các quý vị đại biểu đại diện cho ban chấp hành cán bộ hội cựu chiến binh xã Hoàng Hanh và chi hội cựu chiến binh thôn An Châu hai quê nhà. Với tình cảm mật thiết cùng với bà Trần Thị Thành là hiền thê của Trần Linh, ông Phạm Văn Biên và cùng với con trai là Phạm Văn Sĩ đang sinh hoạt tại chi hội cựu chiến binh của quê hương An Châu hai quê nhà. Lấy đón nhận được tin chồng cha ông chúng tôi đã lâm bệnh tuổi già 250 về hầu với tổ tiên. Với những tình cảm này, đoàn đã trở về đủ đông nguyên án tiền đặt vòng hoa thương xót, thắp nén nhang trầm, ngọn nến sáng phúng viếng, ban tiện lễ tang thay lời gia đình tăng trổ một lần nữa xin đa tạ cảm ơn đoàn và cũng kính mong đoàn hãy cố gắng bớt chút thời gian vàng ngọc vào lúc 13:30, 1:30 chiều ngày mai. Kính mong đoàn trở lại gia đình chúng tôi ăn chầu nước để 14:00 tức 2:00 tổ chức long trọng buổi lễ truy điệu, lễ di quan tiến đưa an táng thi hài của chồng cha ông chúng tôi ra nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây mời đoàn trở ra bàn tràng nước xin đa tạ cảm ơn. Kính thưa ban tang lễ, kính thưa gia đình trang chủ, chi hội người cao tuổi thôn An Châu hai đột ngột nhận được tin báo đường của bà Trần Thị Thành là vợ của ông Phạm Văn Biên, có người chồng là 250 về chầu với tiên tổ. Hôm nay chi hội người cao tuổi thôn An Châu hai có vòng hoa tươi nén hương thơm đến để thắp hương tưởng nhớ tới vong linh của ông và cầu mong cho ông được luôn bình an siêu thoát. Và chi hội chúng tôi có lời chia buồn sâu sắc cùng toàn thể gia quyến để tỏ lòng thương nhớ tới ông. Chi hội đề nghị chúng ta sẽ dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Và chi hội chúng tôi có phần chân quý của ông gửi lại cho gia đình. Kính thưa tới toàn thể các cụ, các ông, các bà đại diện cho ban chấp hành cán bộ hội viên chi hội người cao tuổi của thôn An Châu hai quê nhà. Sau khi đón nhận được tin chân đinh của ông Phạm Văn Biên là hội viên hội người cao tuổi đang sinh hoạt tại chi hội người cao tuổi của thôn An Châu hai đã lâm bệnh ra đi về với tổ tiên, với những tình cảm này đoàn đã trở về đủ đông bên án tiền đặt vòng hoa tươi, lén nhang trầm, bức chứng hồng của hội, ngọn nến sáng phúng viếng và có lời chia sẻ lỗi mất mát này cùng với toàn thể tăng gia. Ban tăng lễ thay lời gia đình tăng trổ đón lời cho bà quả phụ Trần Thị Thành cùng các con trai con dâu của Biên xin đa tạ cảm ơn đoàn. Mời đoàn bước chút thời gian vào lòng vào lúc 13:30 lấy đón nhận được tin người anh người bác đã mãi mãi xa đi về cùng với tổ tiên. Chúng em cùng các cháu đại diện cho họ Dương chia hai quất sở lễ nhang trầm ngọt đến sáng nhành quả tươi để điều đủ đông quê ăn tiền có người. Một toàn thể gia đình thật buồn buồn xót xa lấy các em cùng các cháu đại diện cho họ Dương chi hay nhờ đón tin người anh người bác nay đã lâm bệnh 250 xa đi về cùng với tổ tiên.
Với những tình cảm này, chúng em cùng các cháu trở về bên ăn tiễn, dâng nén nhang trầm vĩnh biệt người anh người bác lần cuối và chịu tan, để tưởng nhớ tới người anh người bác trước lúc đi xa, cho các em cùng là các cháu xót xa để dành một phút bạc liềm. Phút bạc liềm bắt đầu. Biên xin cảm tạ lời vĩnh biệt, nguyện cầu mong con linh hồn của người anh người bác Phạm Văn Biên được sớm về miền cực lạc Tây Phương hương hồn đông. Thưa gia đình Tam Quyến, anh em của ông cùng các cháu vừa một nhận được tin ông 250 quy ẩn tổ tiên, anh em chúng tôi tới đây con nhén nhang hương có cây tiết sáng trước vong linh hồn ông chia sẻ nỗi mất mát to lớn tới cùng toàn thể Tam Quyến, để tỏ lòng thương tiếc ông về nơi chín suối, anh em tôi cùng các cháu xin phép ban tăng lễ và gia đình Tam Quyến xin được một phút tưởng niệm ông. Phút tưởng niệm bắt đầu. Sau khi nhận được tin chân linh của ông Phạm Văn Biên đã mãi mãi ra đi về với tổ tiên, với tình cảm anh em con cháu ngoại tộc Dương Văn đã trở về bên án tiền dâng nén nhang thơm ngọn đến sáng vĩnh biệt ông Biên lần cuối và chịu tang. Bàn lễ tang thay lời gia đình các chủ đất lời cho quả quả phù Trần Thiện Thành cùng các con trai con dâu của ông Biên xin đa tạ cảm ơn đoàn đã về đây làm lễ thắp nhang và chịu tang. Với những tình cảm này, kính mong đoàn dẫn đoàn bạn trẻ ăn chầu uống nước và ở lại để tiếp tục chung tay trong năm công việc cho ông Phạm Văn Biên được chu biên hoàn tất. Xin đa tạ cảm ơn, xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, kính thưa gia đình Trang Quyến, kính thưa vong linh hồn ông Phạm Văn Biên, chúng tôi là ban chức ủy cùng với các ban ngành đoàn thể trong thôn nơi con trai ông là Phạm Văn Sĩ đang công tác và sinh hoạt tại thôn, hôm nay đột ngột nhận được tin báo buồn của gia đình có người cha là ông Phạm Văn Biên 250 về với đất trời tiên tổ. Hôm nay ban chức ủy chúng tôi cùng với ban ngành đoàn thể trong thôn đến đây trước hết có vòng hoa tươi, có nén hương thơm, kính viếng hương hồn ông và sau đó là chia buồn cùng với gia đình trước khi vĩnh biệt ông về nơi chín suối. Xin phép đoàn chúng tôi dành một phút tưởng niệm ông. Phút tưởng niệm bắt đầu. Diện cho ban chấp hành cùng các ban ngành đoàn thể của thôn An Châu 2 xã Hoàng Anh quê nhà. Sau khi đón nhận được bản tin chồng cha ông chúng tôi là Phạm Văn Biên đã năm 7-20 về hầu với tổ tiên, với những tình cảm này đoàn đã trở về đủ đông bên ăn tiền và chồng cha ông chúng tôi đặt vòng hoa tươi thắp nén nhang trầm phúng viếng và có lời chia sẻ nỗi xót xa lời cùng với toàn thể tăng gia. Bàn tăng lễ thay lời gia đình tăng trổ đã lời cho bà quả phù Trần Thị Thành cùng với trưởng nam Phạm Văn Thùy, thứ nam Phạm Văn Dũng, Phạm Văn Sĩ cùng các con dâu của ông Biên xin cảm ơn đoàn. Mời đoàn tổ chức thời gian vàng ngọc vào lúc 13:30, 1:30 chiều ngày mai. Kính mong đoàn trở lại gia đình chúng tôi ăn chầu uống nước để 14:00, 14:00 tổ chức long trọng buổi lễ truy điệu, buổi lễ di quan tiến đưa an táng thi hài chồng cha ông chúng tôi là Phạm Văn Biên ra nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. Sau đây mời quý đoàn trở và chào lúc xin ra đoàn cảm ơn. Phần phần thứ nhất rằng xin được kính mời đoàn tin viên thân tiếp theo của toàn thể các quý vị đại biểu đại diện cho ban lãnh đạo, giám đốc, công đoàn, cán bộ, công nhân viên thắp nén nhang trầm và đến sáng công viên.
thể gia đình thật bồi hồi xót xa. Lấy chúng tôi đại diện cho ban lãnh đạo, giám đốc, công đoàn, cán bộ, công nhân viên của công ty cổ phần bao bì nhựa châu Á và tổ kiểm hai nhà máy nhựa châu Á nơi các con của ông đang công tác và làm việc. Lấy đón nhờ đầu tiên ông đã năm 7-20 về với tổ tiên, chúng tôi đại diện cho công ty cổ phần bao bì nhựa châu Á đã trở về đủ đông bên án tiền của ông, đặt những vòng hoa tươi thọ lén nhang trầm ngọn đến sáng phú viếng và bày tỏ lòng chia sẻ nỗi xót xa này cùng với toàn thể tăng gia. Vĩnh biệt ông trước lúc đi xa, đoàn tĩnh tâm xót xa để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Bản lễ tăng theo lễ gia đình gia chủ đã lời cho trưởng nam Phạm Văn Thủy, thứ nam Phạm Văn Dũng, Phạm Văn Sĩ cùng các con dâu của ông Biên. Xin cảm ơn quý đoàn đại diện cho công ty cổ phần bao bì nhựa châu Á và tổ kiểm hai của nhà máy nhựa châu Á đã về đầu ngày mai. Mời đoàn trở lại gia đình chúng tôi ăn trầu nước để tiến đưa trầu cho ông chúng tôi về. Nay xót xa đón nhận được tin chân đình của ông đã ra đi về cùng với tổ tiên. Với những tình cảm này, các anh, các em cùng là các cháu bên ngoài đã trở về trên án tiền tận vòng hoa tươi, dâng lễ nhang trầm ngọn nến sáng, vĩnh biệt ông lần cuối và chịu tang. Để tưởng nhớ tới chân đình ông Phạm Văn Biên trước lúc đi xa, cho các anh, các chị, các em cùng các cháu bên ngoài xót xa tĩnh tâm, xin để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
con cháu bên ngoài của bà Thành đã về đây đặt vòng hoa vĩnh biệt ông Phạm Văn Biên lần cuối và chịu tang được Chu Thiên Hòa thất. Ban lễ tang thay lời gia đình tang tổ có lời cho bà Phạm Hồ Trần Thị Thành cùng các con trai dân dân tộc để cùng chung tay trong mong công việc cho ông Phạm Văn Biên được Chu Thiên Hòa thất. Xin đa tạ cảm ơn, xin trân trọng biết ơn. Lấy anh chị em con cháu là gia đình ông Toán, gia đình ông Bà Phận cùng các con các cháu lấy nhận được bản tin ông đã ra đi về cuối tổ tiên, đoạn trở về bên án tiền dâng lễ nhân trọng vĩnh biệt ông lần cuối và chịu tang để tưởng nhớ ông trước lúc đi xa, đoạn xót xa để dành một phút cầu nguyện. Phút cầu nguyện bắt đầu. Đoàn đã trở về đủ đông bên án tiền của ông sở lệnh nhang thơm ngỏ đến sáng nhành quả tươi kính viếng hương linh của ông lần cuối và chịu tang để tưởng nhớ ông trước lúc đi xa cho các anh các chị các em cùng là các cháu xót xa để dành một phút cọc liệm. Phút cọc liệm bắt đầu. Chúng em đến kính viếng hương mộ bác và xin gửi lời chia buồn với chị em và các cháu. Đứng quanh hương mộ bác, chúng em xin dành phút tưởng niệm bác. Phút tưởng niệm bác được bắt đầu. Bạn lễ tang thay lời gia đình gia chủ có lời cho bà quả phụ Trần Thị Thành cùng các con trai con dâu của ông Biên. Xin cảm ơn các ông các bà các bác đã về đây làm lễ thắp nhang vĩnh biệt người anh người bác lần cuối và chịu tang. Với những tình cảm này kính mong đoàn dẫn các bạn già ăn giàu nước mở lại trông non công việc cùng với thân gia. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính mời. Với tình cảm làng xóm láng giềng tôi thì cũng gọi tất cả bỏ nhau. Hôm nay anh em chúng tôi nhận được tin ông 250 về với tổ tiên. Anh em chúng tôi về đây có nén nhang trầm với nén sáng trước hết là để kính viếng hương hồn ông sau khi buồn cùng với toàn thể tang quyến. Ông đã đi ra đi trở về với đất trời thiên tổ. Xin cổ chúc cho ông được an giấc làm thu trước lúc vững người ông. Xin phép gia đình cho anh em chúng tôi xin một phút làm việc của người đẹp bắt đầu. Bạn đã đến phát biểu phương biểu tiếp theo là có các ca chú của bên ngoài lấy nó nhận được
tiên ông đã ra đi về với tổ tiên, là còn về trên về đây thắp cho ông nén nhang trầm lần cuối. Đoàn có các anh, các chị, các em, các cháu bên ngoài có nén nhang thơm, ngọn nến sáng phúng viếng, mọi người tỏ lòng xót xa lầy cùng với toàn thể tăng gia. Vĩnh biệt ông trước lúc đi xa, đoàn tiên tâm bỏ một phút bạc liệm. Phút bạc liệm bắt đầu. Gia đình các chỗ đã lời cho bà quả phụ Trần Thị Thành cùng các con cầu biên xin cảm ơn các chú, các tín, các cậu, các mộng đã còn về trên đã về đây thắp cho cháu đến nhân thương lần cuối. Và xin cảm ơn các chị, các em cùng các cháu đã về đây chuyến thăm có đến lần trở lời giảm bước xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức lễ tang xin kính mời đoàn đại biểu xa đây anh chị em con cháu nhận được tin ông đã may mắn sau đi về cùng với tổ tiên. Với tình cảm này, đoàn đã trở về bên án tiền dâng lễ nhang trầm ngọn nến sáng phúng viếng để tưởng nhớ ông trước lúc đi xa. Đoàn xuất xa để dành một phút bạc liệm. Phút bạc liệm bắt đầu. Bạn đến đoàn thưa lễ gia đình các chủ đã lời do và bảo hộ trận tiền. Thưa lời gia đình các chủ, xin cảm ơn các ông, các bà, các bác và kính thưa đoàn dự các bạn trả rất xin trân trọng cảm ơn. Chúc mọi việc đã trôi qua, liên kết của đoàn đáp được hoàn tất. Trở lại của gia đình các tiến xin được trân trọng cảm ơn và đón nhận lý dân vô kinh tiến. Kính mời đoàn trở lại bàn khách uống nước chi buổi cùng các quý. Con cháu ông xin được tiếp đón xin trân trọng kính mời. Chúng tôi xin dành một phút mặc niệm bắt đầu. Sau phút tưởng niệm đã trôi qua, trong sự phút đau thương, sự phút chia ly đầy xúc động đầy ban tổ chức lễ tang trên đài của gia đình Tam Quyến. Đức ở trong bậc họ phụ cùng các con cháu của ông xin được chân thành đón nhận đến sự hương kim tiến và bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất. Xa đi từ tên là hoa thơm nay về với con hương tâm sức cách biệt đông đường từ đây chúc tôi hạng sáng xe mây cuối đầu bạc đẹp để đại quốc dân đầy sầu. Xin chân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn lên phát lời vĩnh biệt. Kính thưa thưa hội cụ, kính thưa toàn thể tăng quyến, nhận được tin cụ về 50 về trò với tổ tiên, chúng cháu là những người bạn, những người đồng nghiệp trong hiệp hội ngành cưới của MC. Nhận được tin cụ 50 về với tiên tổ, chúng cháu là những tình cảm của những người bạn, những người đồng nghiệp. Xin được trở về với ăn tiền của hương một cụ và cho chúng cháu được một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Sau phần trong sau phút đầu thư, sau phút chi để sức đầu này ban tổ chức lễ tang chủ đề của gia đình Tam Quyến. Đức ở cho bà quả phụ cùng các con các cháu của ông nhất anh sĩ xin được chân thành đón nhận đến sân hương tiên tiến và bày tỏ lời tỏ ơn chân thành nhất. Và sẽ đến trân trọng kính mời và đại biểu đạo hội nghề cưới thể phố Hương Yên cùng tình cảm đồng hồ với anh sĩ là con trai của ông. Trân trọng kính mời quý đồng trở lại bàn khách uống nước ăn trầu. Gia đình xin được tiếp đón và thưa lời cảm ơn. Thời gian 13:30 buổi chiều ngày mai. Các bài đoạn trở về tại nơi tên sự và đến tiên thương người thân của gia đình chúng tôi đã về nơi an kỳ cuối cùng. Trở lại của gia đình Tam Quyến xin được trân trọng cảm ơn xin kính mời. Mời đến nhà thương quý tâm học trở biết mời ông để tâm sẻ của phúc mạng đều. Phúc mạng đều.
việc bắt đầu. Trôi qua đến khi cuộc đoàn đã được hoàn tất, chủ đề của gia đình Tam Quyến xin được trân trọng cảm ơn những người ông trời và phép uống nước trên quần của Tam Quyến. Để tiếp theo chương trình, ông ơi cần nhân tôi đem tiếng ông cổ vũ cần nhân tôi tin tế thương gia đình Tam Quyến. Chúng tôi và quan đối xóm tới nhà thất nhà kề cạnh bên. Hôm nay cao xóm đang yên vui cùng với toàn dân thôn A Châu đã hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 thì đột ngột nhận được tin ông 250 về với đất trời tiên tổ. Hôm nay bà con hàng xóm chúng tôi đến đây chơi hết vòng hoa tươi có nhắn hương thương kính viếng hương hồn ông và sau đó chia buồn cùng với gia đình trước khi vĩnh biệt ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoàn chúng tôi xin phép dành một phút tưởng niệm ông. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm xong, chúc ông an giấc ngàn thơ. Sau một phút tưởng niệm đã trôi qua, trong giờ phút đầu thương chưa đi đến sức độc này, ban tổ chức ngay đàn chủ đề của gia đình Tam Quyến đất lời cho bọc họ phụ cùng các con các cháu của ông xin được chân thành đón nhận đến sân hương kinh kiến và bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất. Sau đây đến kiến của đoàn đã được chu bị hoàn tất, kính mời đoàn được góp trở lại bàn khách uống nước ăn trầu. Sau đó xin được tiếp đón và đưa lời cảm ơn. Thời gian 13:30 buổi chiều ngày mai, kính mời đoàn trở về tại nơi đơn sự của đến kiến thương ông và Tam Quyến để nghĩa trang yên nghỉ. Trở lại của gia đình Tam Quyến xin được trân trọng cảm ơn, xin kính mời. Xin để chân thành đón nhận đến sân hương kinh kiến và bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất. Sẽ đến kính bày đoạn trở lại toàn thích uống thuốc chịu một cổ Tam Quyến. Sẽ quyết xin được chân thành cảm ơn. Để kết nối chương trình đi lê thử chương trình chia sẻ tổn thương đau lâu trận thấy vô cùng thương tiếc. Sẽ suối phản xin chúc ông ăn sức vụ ngàn thu vô cùng thương tiếc ông Phạm Văn Biên. Vẫn biệt ông trước lúc đi xa, kính mời đoàn để đông dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua, đến khi cuộc đoàn đã được chuẩn bị hoàn tất, chủ đề của gia đình Tam Quyến đất đời cho vợ bỏ phủ cùng các con cháu của ông xin được chân thành đón nhận đến sân hương kinh viên. Giờ đây chân trọng kính mời đoàn trở lại bàn khách uống nước, gia đình xin được tiếp đón. Con cháu ông xin được trân trọng cảm ơn, xin kính mời. Tôi đồng ý trong trình đi kiến, thật cả bọn đến nhà thương với tâm lòng thành kính. Để rồi vô cùng thương tiếc nước dân hương, cũng để ông Phạm Văn Biên. Việc đã trôi qua, chủ đề của gia đình Tam Quyến xin được chân thành cảm ơn cũng như đón nhận đến sư hương kính viếng. Trân trọng kính mời ông bà trở lại bàn khách uống nước, gia đình xin được tiếp đón. Nhau
ngày hôm nay thật vô cùng thương tiếc khi đón nhận được tin ông đã thuận lễ vô thường. Nhà có tuy tuy vị với con kính hận lạc nó yên giấc nghỉ, đã tình cảm tình nằm nghĩa xóm khi sống được các đền vui buồn cận kề bên ông. Giờ này trở về phòng tăng đặt bản đến sân gần nhang vĩnh biệt, chưa buồn cùng tăng ra quý quyến. Vĩnh biệt ông Phạm Văn Biên, kính mời đoàn đến đông dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Chờ ngày mai kính lại đoàn trở về tại Lê Đinh từ một đến tiếp đưa ông về nghĩa trang yên nghỉ. Chuyện này của gia đình Tam Tiến xin được trân trọng cảm ơn, xin kính mời cúi đầu mặc niệm đến tại quốc sinh đệ sở bắt đầu. Phúc mặc niệm đã trôi qua, đêm viên của đoàn đã được chu viên hoàn tất. Chuyện này của gia đình Tăng Quyến đã đợi cho bà cỏ phụ cùng các con cách cháu của ông xin được chân thành đón nhận đến sơ hương kính quý và bày tỏ đời cảm ơn chân thành nhất. Sau đây chân trọng kính mời quý đoàn trở lại bàn khách uống nước ăn trầu. Thời gian 13:30 buổi chiều ngày mai kính mời mình với đến thăm của ông. Sau đây đoàn đại biểu là các con một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Sau phần phút đợi điểm đã trôi qua, thế phí của đoàn đã được chú viện hoàn tất. Chuyện này của gia đình Tăng Quyến đã đợi cho bọn quả phụ cùng các con các cháu của ông xin được chân thành cảm ơn. Trân trọng kính mời quý đoàn trở lại bàn khách uống nước. Chị quần của Tăng Quyến xin trân trọng cảm ơn. Xa xôi về bên án tiền của ông dâng lén nhang trầm, vĩnh biệt ông lần cuối và chịu tan. Để tưởng nhớ ông trước lúc đi xa, đoàn xót xa để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
gia đình Tam Trổ đã lời cho bà quả phụ Trần Thị Thành cùng các con của ông Biên xin cảm ơn các ông các bà các bác đã không quản ngại đường xa xa xôi từ ở trên mõ tiêu quan đã về đây làm lễ thắp nhang và chịu tang mời đoàn cho các bạn chào lúc xin tạm biệt cảm ơn kính thưa chân đình của bác hoặc văn viên kính quý thưa toàn thể gia đình thật buổi ngồi sát xa nay anh chị em chúng cháu đại diện cho tập thể lớp 9B máy trưởng thân yêu xã Hoàng Thanh quê nhà liên khóa học 2005 là tình đồng môn đồng học đồng lớp cùng với bạn Phạm Văn Sĩ là con trai của bác. Thật buồn ngồi rất xa nay chúng con nhận được tin bác đã lâm bệnh 20 bác về cùng với tổ tiên ẩn bóng nương tựa nơi cửa Phật. Nhận được tin này tập thể lớp chúng con đã trở về đủ đông bên án tiền của bác sở lễ tâm nhang vòng hoa tươi ngọt đến sáng kính viễn hương linh của bác để tưởng nhớ bác trước lúc đi sang cho chúng con tĩnh tâm xót xa để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Bác thầy đại thầy gia đình Tam Trổ đã lời do chồng thứ Nam Phạm Văn Thủy, Phạm Văn Dũng, Phạm Văn Sĩ cùng các con dâu của ông Biên xin cảm ơn tấm lòng quý báu của các anh các chị đại diện cho tập thể lớp đã về đây đặt vòng hoa kính thắp. Mời đoàn tổ chức thần tăng và các lớp quý đang sợ bay bay. Khi sáng lửa cận kề quê sớm cùng với con trai trưởng Phạm Văn Thủy cùng con dâu của ông là Tô Trưởng và các cháu nội của ông đang cư trú tại quê hương huyện Mỹ Hào. Lấy nhờ đầu tiên ông ở nơi quê nhà đã lâm bệnh 20 về hầu với tổ tiên. Với tình cảm này đoàn đã trở về đủ tông bên án tiền của ông đặt bỏ hoa tươi thọc lễ nhang trở phúng biến để tưởng nhớ ông từ lúc đi xa. Đoàn tinh tâm xót xa xin để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Bác thầy đại thầy gia đình Tam Trổ đã lời cho trưởng nam Phạm Văn Thủy cùng các con gái rể dâu của ông Biên xin cảm ơn tâm cho bác đại diện cho bà con đối xóm đã về đây tận vòng qua kính thăm kính về đoàn trợ và chào lúc xin trân trọng cảm ơn. Bắt đầu. Bạn đang theo dõi gia đình Tam Trổ đã lời cho bà và cụ Trần Thị Thành cùng các con tổ tiên xin cảm ơn ông các bà. Xót xa nay chúng cháu đại diện cho tập thể lớp 12A6 liên khóa học 2005-2008 là tình đồng môn đồng học cùng với Phạm Văn Sĩ là con trai của bác. Thật xót xa khi tập thể chúng con nhận được tin bác nay đã lâm bệnh ra đi về cùng với tổ tiên. Với những tình cảm này chúng con trở về đủ đông bên án tiền của bác có sở lễ nhang thơm vòng hoa tươi ngọn đến sáng phúng viếng hương linh của bác lần cuối để tưởng nhớ bác trước lúc đi xa cho anh chị em chúng con tĩnh tâm xót xa để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Nhang nến hương hoa lòng thành kính hai hàng châu lệ lúc biệt ly. Kính thưa dương hồn ông Phạm Văn Biên,
Kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa ban tổ chức lễ tang, chi hội phụ nữ thôn An Châu Hai nhận được tin báo buồn của bà Trần Thị Thành có người chồng 250 vẻ hầu tiên tổ. Chi hội có sửa vòng hoa tươi, cây nến trắng đến kính viếng hương hồn ông và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất với toàn thể gia đình đứng quanh hương hồn ông trong giờ phút thiêng liêng vô hạn. Thay mặt đoàn, xin phép gia đình cho đoàn được dành phút tưởng niệm mặt ông. Phút tưởng niệm ông xin được bắt đầu. Với tình cảm này, anh chị em chúng con đã trở về đủ gốc bên án tiền của bác sở lễ nhân trầm ngỏ đến sáng nhành quả tươi kính biến hương đinh của bác và để chia sẻ nỗi đau thương này cùng với toàn thể tân dân. Với biệt bạn trước lúc đi xa, cho anh chị em chúng con xót xa để dành một phút bằng niệm. Phút bằng niệm bắt đầu. Khi đó nhận được tin, ông là người chồng yêu quý của bà Thành. Nay ông đã năm 70, ông về cùng với tổ tiên ẩn võ nương tựa nơi cửa Phật. Nhận được tin này, anh chị em con cháu chúng tôi có sở lễ nhang thơm ngọt đến sáng trở về bên án tiền của ông dâng tuần nhang phúng viếng. Để tưởng nhớ ông trước lúc đi xa, đoàn xuất xa để dành một phút bạc liệm. Phút bạc liệm được bắt đầu. Xin cảm ơn các ông của bác và kính mời đoàn chào cho bạn chào nước xin trân trọng cảm ơn. Gia đình ông bà X cùng các con các cháu và gia đình ông bà chấm thê ở quê hương thôn Phù Sa. Lây nhờ đọc tin ông đã năm 7-20 về cùng với tổ tiên, anh chị em chúng tôi cùng là các cháu nhận đọc tin đã trở về đủ đông bên án tiền của ông. Có sở lệnh tâm nhang ngọt đến sáng nhẹ quả tươi phúng viếng và có lời để chia sẻ đứng xót xa này cùng với toàn thể tân gia. Vĩnh biệt ông trước lúc đi xa, cho anh chị em con cháu chúng tôi xót xa để dành một phút bạc liệm. Phút bạc liệm bắt đầu. Thank you.
1997-2000 là tên đồng môn đồng học cùng với Phạm Văn Thùy là con trai trưởng của bác. Lấy chúng con nhận được tin bác đã năm 7-20 bác về cùng với tổ tiên. Nhận được tin này, tập thể lớp chúng con trở về đủ đông bên án tiền đặt vòng hoa tươi sông lễ nhau trầm kính viễn hương linh của bác lần cuối và bày tỏ lòng xót xa lầy cùng với toàn thể tăng gia. Vĩnh biệt bác trước lúc đi xa, cho tập thể lớp chúng con xót xa để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin được cảm ơn các anh chị đại diện cho toàn thể lớp đã về đây tập hòa vĩnh tâm và kính mời đoàn trợ và chào tất cả, xin chân thành cảm ơn. Bạn tình đồng nghiệp cùng với Phạm Văn Sĩ, con trai của bác trong ngành cưới hỏi. Lây đón nhận được tin bác đã năm 7-20 bác về hầu với tổ tiên ẩn bóng nương tựa nơi cửa Phật. Với những tình cảm này, chúng cháu đã trở về đủ đông bên di ảnh của bác thân thương sửa tận hương ngọn đến sáng phô viếng và các lời để chia sẻ nỗi xót xa này cùng với toàn thể tăng gia. Vĩnh biệt bác trước lúc đi xa, cho anh chị em chúng con xót xa để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phật Thế Tăng thưa lễ gia đình tam chủ, đó là do trưởng thứ năm Phạm Văn Thùy, Phạm Văn Sĩ cùng các con tổ viên xin cảm ơn các anh các chị và mời đoàn trợ giúp bạn trà uống nước. Xin trân trọng cảm ơn. Để tưởng nhớ tới người chú Phạm Văn Biên trước lúc cách bắt đầu. Bạn biết rằng thưa lời gia đình trong chỗ, xin cảm ơn gia đình anh và mấy cư trợ vật. Ông Biên ơi, ông ra đi để cho anh chị em con cháu của ông về đây muôn vàn nhớ thương. Về trước án tiền của ông đặt vòng hoa tay dâng một tuần hương mà hương trầm một nén, anh em con cháu xin vào viếng ông. Kính thưa vong linh hồn ông, kính thưa ban tang lễ, thưa gia đình tang chủ, rất đau buồn cho họ hàng anh em con cháu. Hôm nay có các gia đình là gia đình ông Bình, gia đình ông Kế, gia đình ông Thuận, gia đình bà Trì, gia đình bà Huân và gia đình bà Cúc cùng toàn thể anh em con cháu đứng về trước linh sàng của ông thắp tuần nhang thơm, có vòng hoa tươi, có cây nến sáng, đến trước là kính viếng hương hồn ông, sau là chia buồn với toàn thể gia quyến. Để tỏ lòng thương tiếc ông lần cuối cùng, toàn đoàn xin được một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Sau đây toàn đoàn xin mỗi người một nhánh nhang khi còn quanh đi cứu ông lần cuối. Chân linh của ông Phạm Văn Biên đã tâm bệnh ra đi về hầu cuối đầu tiên là bọn bè trên đã về đây thắp cho người cháu lễ nhang trầm lần cuối. Và các ông, các bà, các bác, anh, các chị là những người anh, người chị, người em, người cháu của ông Biên
đã về đây đặt vòng hoa tươi dâng lễ nhang trầm tiễn biệt và chỉ ra bà ta bé thay lời gia đình các chủ đã lời cho bà tổ phụ Trần Thị Thành cùng các con của ông Biên xin cúi đầu cảm ơn cụ là về trên và xin cảm ơn các ông các bà các bác anh các chị đã về đây đặt vòng hoa làm lễ thắp nhang và chỉ ra với những tình cảm này mong đoàn mỗi người một lễ nhang thơm đi vào trong nhà trong bên linh cứu của ông Phạm Văn Biên dâng tận nhang vĩnh biệt sau đó trở ra mặt trà ăn trầu uống nước và tiếp tục ở lại để chung tay chân mong công việc cùng với tham gia xin trân trọng cảm ơn xin kính mời. Là tình đồng nghiệp cùng với Phạm Văn Sĩ là con trai của ông đang công tác. Lạy nhờ đầu tiên ông đã ra đi về với tổ tiên, đoàn trở về bên án tiền dâng lễ nhang thơm ngọn nến sáng phú viếng. Để tưởng nhớ ông trước lúc đi xa, đoàn xót xa để dành một phút cầu nguyện. Phút cầu nguyện bắt đầu. Cùng các cháu về đây đặt lắm hoa thơm vạn kính sẻ chia nỗi sầu kính thưa hương linh của bác kính quý thưa toàn thể gia đình thật bồi ngồi xót xa vợ chồng chúng con là ngoan bích và cùng các cháu với những tình cảm vợ chồng chúng con với vợ chồng sĩ quyên là con trai con dâu của bác là tình anh chị em kết nghĩa lúc vui, lúc buồn đều chia sẻ, gắn bó có nhau. Chúng con coi bác cũng như cha mẹ sinh ra vợ chồng chúng con ở đời. Lầy thời bác Tháp đi rồi, nhận được tin này vợ chồng chúng con cùng các cháu đã trở về trên án tiền. Đặt nắng hoa tươi dâng lễ nhang trần, vĩnh biệt hương linh của bác và bày tỏ lòng xót xa lầy cùng với tam gian. Vĩnh biệt bác trước lúc đi xa cho đại gia đình chúng con cùng là các cháu xót xa tĩnh tâm cúi đầu để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Dòng nén nhang trần vĩnh biệt ông lần cuối
với những tình cảm này, mong đoàn chợ bản trà ăn chầu nước cũng như là con cháu trong gia đình ở lại để cùng chung tay chung nom công việc cho chân linh ông Phạm Văn Biên được chu diện hoàn tất. Xin chân bằng lễ thành thân gia đình cho chủ xin cảm ơn gia đình và tiên mời bài chào các bạn chào nước xin trân trọng cảm ơn các chú cháu là những người anh người em người chị bỏ ngoan là con dâu của bác thật buồn ngủ rất xa nay anh em chúng cháu nhận được tin bác đã mãi mãi xây về cùng với tổ tiên với tình cảm này chúng cháu trở về bên án tiền sở đẹp nhang trầm ngọn nến sáng nhành quả tươi phúng viếng hương linh của bác lần cuối và bày tỏ lòng chia sẻ nỗi xót xa cùng với toàn thể tân gia vĩnh biệt bác trước lúc đi xa cho anh em chúng con xót xa để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Gia đình anh chị là sinh thần cùng các con các cháu và gia đình em Tuệ cùng các con các cháu nhận được tin người em người anh Lây đã mãi mãi xa đi về với tổ tiên với những tình cảm các anh các chị các em cùng các cháu của bà Trần Thị Thành là phu thê phu thiếp là người vợ yêu quý của chân linh nhận được tin này đoàn đã trở về đủ đông bên án tiền dâng nến nhang thơm ngọt nến sáng nhành quả tươi vĩnh biệt chân linh của người em người anh người chú người bác Phạm Văn Biên lần cuối và chịu tang để tưởng nhớ tới chân linh của ông Phạm Văn Biên trước lúc đi xa cho các anh các chị các em cùng là các cháu xót xa tĩnh tâm để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lời cho bà quả phụ Trần Thị Thành cùng trưởng nam Phạm Văn Thùy và các con của ông Biên xin cảm ơn các ông các bà các bác anh các chị là những người anh người chị người em người cháu đã về đây làm lễ thắp nhang và chịu tang và xin gửi lời tới ông sình tới vợ chồng cô chú Đặng Quế một lời chân thành cảm ơn mọi người đoàn chờ các bạn trà ăn chầu nước ở lại tiếp tục chung tay chân non cùng biệt cho chân linh ông Phạm Văn Biên được chu kiên hoàn tất xin trân trọng kính mời đây dân hương sát sai để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Bạn lễ thành thay lời gia đình tăng trổ đã lời cho toàn thể các lễ thần nhân. Cùng các con phóng viên xin cảm ơn gia đình ông bà Nhiệm và mời ông trở lại bàn trà uống nước xin chân trọng cảm ơn. Gia đình thật buồn ngủ xót xa lấy đại gia đình ông bà Trí ông bà Yên ông bà Ân ông bà Luân cùng là các con các cháu với tình cảm anh chị em con cháu với ông lấy nhờ đầu tiên ông đã 2057 ra đi về hầu cuối tổ tiên với những tình cảm này đoàn đã trở về bên án tiền của ông dâng nén nhang thơm ngọt đến sáng nhành quả tươi dâng tuần nhang vĩnh biệt ông lần cuối và chịu tang để tưởng nhớ ông trước lúc đi xa cho anh em con cháu xót xa tĩnh tâm để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
cô và bác và gia đình cháu Sáu ở Nam Tiến, tỉnh Bản Hiếu cùng với Phạm Văn Sĩ, con trai của bác. Lấy anh em chúng cháu nhận được bản tin bác đã năm 7/20 bác về hầu với tổ tiên. Với tình cảm này chúng cháu trở về bên án tiền của bác thân thương dân Cần Hương Phúng Điến để tưởng nhớ bác trước lúc đi xa, cho anh em cháu xót xa để dành một phút quạt điện. Phút quạt điện bắt đầu. Cùng các con học viên xin đại cảm ơn các anh và mời các anh chờ các bạn chào nước xin chân trọng cảm ơn. Chúng tôi đặt bỏ hoa sân một tuần hơn và tỏ lòng thành kính sẻ chia nỗi sầu, ông đi trong cảnh âu sầu để thương rồi để nhớ để sầu cho cháu con. Thương toàn thể gia đình thật buồn khổ xót xa khi ban lãnh đạo giám đốc cán bộ công nhân viên của công ty Long Hà lôi vợ chồng con trai trưởng dâu trưởng Thủy Ngoan của ông đang công tác và làm việc lại nhờ động tin ông đã năm 7/20 về hầu với tổ tiên. Với những tình cảm này, ban lãnh đạo cán bộ công nhân viên của công ty Long Hà đã trở về đủ đông bên án tiền của ông có sở lệ nhang thơm vòng hoa tươi ngọt đến sáng để điều về trước di ảnh thân thương của ông đặt vòng hoa sân hương phúng viếng để tưởng nhớ ông trước lúc đi xa, đoàn xót xa để dành một phút cảm niệm. Phút cảm niệm bắt đầu. Bằng đến thăm thay lời gia đình tam trổ đã lời cho trưởng nam Phạm Văn Thùy cùng các con trai con dâu của ông Biên, nhất là con dâu trưởng dâu Ngoan, xin cảm ơn quý đoàn đã về đây đặt vòng hoa kính thăm. Bảo vệ đoàn trợ bạn trả mua nước xin trân trọng cảm ơn. Để tưởng nhớ tới người tổ đã lời cho bà quả phụ Trần Thị Thành cùng các con cổng viên xin được cảm ơn gia đình ông Cõn, mời ông trợ ra bạn trả nước xin trân trọng quý mời. Tân hương xa xa để dành một phút cảm niệm. Phút cảm niệm bắt đầu. Bạn đến thăm thay lời gia đình đang chỗ xin cảm ơn quý đoàn và kính thưa đoàn trưởng và chào rất xin chân. Bạn tân hương xa xa để vĩnh biệt ông đồng quý và chịu tăng. Phúc vĩnh biệt được bắt đầu. Thật buồn ngồi xót xa nay gia đình tôi nhận được tin ông đã ra đi về với tổ tiên. Với tình cảm này, gia đình tôi trở về bên án tiền của ông dâng lễ nhang trầm ngọt đến sáng phúng viếng để tưởng nhớ ông trước lúc đi xa, cho gia đình tôi xót xa để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm được bắt đầu. Cho bà quả phụ Trần Thị Thành cùng các con phóng viên xin ra cảm ơn gia đình ông và mời ông Quang chờ cho bạn trả uống nước xin ra cảm ơn.
tiền của ông dân tuần nhang phúng viếng. Xin ông mời đoàn và làm lễ thắp nhang. Xin trân trọng kính mời Hương Bích là tên đồng nghiệp cùng với con trai của ông là Phạm Văn Sĩ. Thật buồn ngồi xót xa ngay gia đình cháu nhận được tin ông đã ra đi về cùng với tổ tiên đoàn trở về bên án tiền dâng lễ nhang thơm ngọt đến sáng phúng viếng. Để tưởng nhớ ông trước lúc đi xa, đoàn xót xa để dành một phút cộng niệm. Phút cộng niệm được bắt đầu.
để giờ phút chia ly. Âm dương cách trường một lời.
ngày mai con biếng con biếng một thì em thời biết chia sẻ cùng chăm sóc cho ông bao tháng bao ngày, chỉ mong sao bệnh ông thuyên giảm thêm nhiều mà thank you.
còn lúc này là tiếng khóc lời. Của toàn thể các con đi. Cha ơi, dẫu biết rằng công lao cha vất vả, vượt nghỉ bao khó khăn, chân nuôi con trường thành. Cha ơi, bé thì cha bé cha bồng, những gì ngon ngọt thì cha vẫn phần nghỉ cho các con. Cha ơi, hay cha cứ đi đâu xa, cha cứ về đến nhà, lỡ các con lại được những miếng ăn ngon, cha phật thế mới biết là công lao cha mẹ vất vả, nghĩa sinh thành ý con mang nâng lòng cha. Cha ơi, các con hôm nay đây cũng nên vợ nên chồng, cũng sinh sinh cháu ra. Cha ơi, con nuôi các cháu đây thì mới hiểu công lao cha mẹ. Công lao cha mẹ đúng là không có gì để sánh bằng. Cha hiền ơi, chúng con hiểu ra thì cha đâu còn nữa. Cha ơi, con hiểu ra bảy chút đêm nay thì chúng con cũng cố gắng hết tâm hết lòng. Có bao giờ dám để cha một mình, nào chúng con có dám đi xa. Ngày hôm nay đây cha chút đi hơi thở cuối cùng, một cuộc đời này vẫn tìm đâu chỗ được. Cha ơi, con giờ đây đã hiểu công lao cha luôn luôn vất vả, ngày tháng nuôi con cha quên đi tất cả cho. Tất
sao quá bao la. Như trời cao biển rộng sông thì
thương. Về bên thắp một tuần hương, thành tâm cầu chúc hương hồn ông được bình an. Thằng nào quyết định anh chị em ruột mà máu chảy ruột mình, để rồi uống chung dòng nước cội nguồn đầu tiên. Để ngày hôm nay đây ông một cảm giác rung rương, biển bóng trước lúc đi xa. Xin kính mời đoàn thành tâm dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Điểm đã trôi qua trong giờ phút đông thương, giờ phút chi đi đầy xúc động này, ban tổ chức lễ tang truyền đời của sắc điện đa quyến đón lời cho bọc bỏ phủ cùng các con các cháu của ông Biên, xin được chân thành đón nhận đến sân hương kính viếng và bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất để vĩnh biệt chân linh phong hương hồn của ông. Ban lễ tang xin được trân trọng kính mời quý đoàn chúng tăng mỗi người một nén tâm nhang, trở vào trong nhà trong phòng quay bên linh cứu thắp vật nhang kính biệt người thân của mình lần cuối. Sau đó trở lại bàn khách uống nước và cùng chung tay lo toan công việc cho gia đình tới 14 giờ buổi chiều ngày hôm nay. Trong gia đình xin được tiếp đón.
thời gian 13 giờ 30 phút buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị và chờ đợi bạn nơi đây công trọng tổ chức buổi lễ tiễn đưa thiên hài ông Phạm Văn Viên về nghĩa trang yên nghỉ. Sẽ đến trên trọng tiếp lời đoạn trẻ đã thiết uống tốt, gia đình xin được quyết toán. Trôi qua, những kết quả đã được hoàn tất. Chủ đề của gia đình các quý xin được trân trọng cảm ơn. Kính mời quý bạn trẻ và các quý vị chúc mừng cùng nhau. Bạn bè nhau thương cũng có cảm thành tình. Để rồi bọn con xin được chân thành đón nhận đến sân hương tình tiến. Kính mời chị trẻ và các uống nước gia đình xin được tiếp đón. Sân hương tình tiến hương một ông bà chưa buồn cùng các quý. Dành một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Sau một phút tưởng niệm đã trôi qua, tiếng sẽ đầy đến đến của bạn đã được chu lên hoàn tất. Cũng phải đoạn đưa các trẻ và khách uống nước chỉ một bộ của tăng quyến. Xa đoàn xót xa để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Bạn đến thăm thay lễ gia đình các chủ đã lời cho bà quả phụ Trần Thị Thành cùng các con cổ kiên xin được cảm ơn gia đình ông bà cùng các bác và mời ông trở bàn chào nước xin được thọc cảm ơn. Sở lễ nhang trầm và đến sáng nhảy quả tươi về đây dân tận nhang kính biến hương linh của bác để tưởng nhớ bác trước lúc đi xa cho tập thể chúng con xót xa để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ tang thì là gia đình tang chủ đã lời cho vợ chồng là Thủy Hoan là con trai trưởng dâu trưởng của ông nhà cùng các con trai con dâu và các cháu của ông xin cảm ơn đoàn đã về đây làm lễ thắp nhang và mời đoàn trở ra phòng trang uống nước để gia đình đón tiếp và các lời trân trọng cảm ơn xin trân trọng kính mời.
chị là những người em, trai gái rể dâu cùng các cháu từ ở quê hương Khoái Châu đã về trận án tiền của người anh thân thương dân tuần hương vĩnh biệt. Là những người anh, người chị và toàn thể các cháu của gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi là thông gia với ông đến thắp cho ông một nén nhang trầm và có vòng hoa thắm. Cuối cùng, xin cầu chúc ông về nơi vĩnh hằng được thanh thản. Để tưởng nhớ ông một lần cuối, xin đoàn một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa đại gia đình ông Bảo Huấn cùng các ông các bà các bác anh các chị, với tình cảm gia đình ông Bảo Huấn với gia đình ông bà Biên Thành là tình nghĩa hai gia đình Lưu Quân Trung, chồng Vê Trung, Hồng Quả Phúc. Sau khi đón nhận được tin nay ông Phạm Văn Biên đã lâm bệnh 250 về với tổ tiên, với những tình cảm này, đoàn đã trở về đủ đông bên án tiền đặt cỏ hoa tươi dâng nén nhân trọng phụng viếng và bày tỏ lòng xót xa này cùng với toàn thể tăng gia. Phần lễ tang thay lời gia đình các chủ đón lời cho bà quả phụ Trần Thị Thành cùng các con trai dâu và các cháu của ông Biên. Xin đa tạ cảm ơn tấm lòng quý báu của đại gia đình ông bà cùng các ông, các bà, các bác, anh, các chị đã về đây đặt vòng hoa viếng thăm. Với những tình cảm này, mong đoàn có chút thời gian vàng ngọc vào lúc 13:30, 1:30 chiều ngày hôm nay, đoàn trở lại gia đình ăn chầu uống nước để 14:00, 2:00 dự buổi lễ di quan tiến đưa an táng thi hài có ông Phạm Văn Biên được ra nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. Sau đây kính mời các ông, các bà, các bác, các chị trở ra bàn trà uống nước. Xin trân trọng cảm ơn. Quý thưa toàn thể gia đình, tại buổi ngồi xót xa nay gia đình được bắt đầu. Lỗi sầu thưa hương linh của chú Phạm Văn Biên kính quý, thưa toàn thể gia đình, thật bồi hồi xót xa lễ anh chị em chúng con là Hoàn Lý, Hùng Hoàn ở quê hương Thanh Hóa và cháu Trung Tuấn nhận được tin chú đã lâm bệnh ra đi về cùng với tổ tiên. Với những tình cảm này, chú ơi, vì điều kiện đường xá xa xôi, tàu xe cách trở từ ở quê hương Thanh Hóa, giờ đây anh chị em chúng con
mới trở về trước di ảnh của chú thân thương dâng tuần hương vĩnh biệt để tưởng nhớ người chú trước lúc đi xa, cho anh chị em chúng con xót xa để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lấy anh em chúng cháu nhận được tin bác đã lâm bệnh tuổi già 20 bác về cùng với tổ tiên. Với những tình cảm này chúng cháu trở về bên án tiền của bác dâng nén nhang trầm ngọn đến sáng phúng viếng để tưởng nhớ bác trước lúc đi xa, cho anh em chúng con xót xa để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Lấy nhận được tin bác đã lâm bệnh ra đi về cùng với tổ tiên, với tình cảm này đoàn đã trở về bên án tiền dâng lễ nhang trầm phúng viếng để tưởng nhớ bác trước lúc đi xa, cho chị em chúng cháu xót xa để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Tới cho trưởng đoàn thứ năm Phạm Văn Thùy, Phạm Tiến Dũng, Phạm Văn Sĩ cùng các con dâu của ông Biên. Xin cảm ơn các cô đã về đây làm lễ thắp nhang và kính mời đoàn trở ra phòng tang ăn chầu nước. Xin trân trọng cảm ơn. Lễ tưởng nhớ tới thiên linh của ông Phạm Văn Biên trước lúc đi. Xin cảm ơn các anh, xin trân trọng kính mời. Để tưởng nhớ bác trước lúc đi xa, gia đình cháu là liên bàn ở bác tạm về đây.
bạn đến tặng thay lời gia đình đang chờ đó là cho vợ chồng Thủy Ngoan là con trai trưởng rồi anh chờ đó bạn chào rất xin trân trọng cảm ơn. Bạn tổ chức lễ tang xin kính. Phúc học liền bắt đầu. Nỗi sầu ông đi trong cảnh âu sầu mà để thương rồi để nằm ngoài kính thưa ba ngồi ông phạm ông biên đại diện gia đình giữa tỉnh thông giang bắc giang gia đình ông ban tổ trong gia đình con cháu và anh các vị nội tổng ông ban nay được nghe tin ông từ trần và mấy cõi tổ tiên trần cũng cõi Phật đạo gia đình chúng tôi có anh có em và cùng các cháu của gia đình ông ba về ông viếng trước hết là xin kính viếng cầu ông sau là cầu ông luôn đời tự trần và tổ quân tổ đường siêu sinh tự trần và lòng cuối cùng xin chúc ông ngàn thu giấc ngủ được khỏe có sống từ nam nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật. Đại diện là gia đình của bạn tôi xin xin một phút cầu nguyện. Kính thưa tới đại gia đình ông bà ba cùng toàn thể anh chị em con cháu ở quê hương Bắc Giang. Mỗi tình cảm gia đình ông bà Phan với gia đình ông bà Biên Thành là tình nghĩa thông gia đi quân chung trọng với chung thòng quả phúc. Lấy đón nhận đầu tiên ông Phạm Văn Biên ở nơi quê nhà đã ra đi về với tổ tiên. Với những tình cảm này, đoàn đến viếng của gia đình ông bà Phan cùng anh chị em con cháu đã không quản ngại đường xá xa xôi từ quê hương Bắc Giang đã trở về bên án tiền dân phần nhang phú viếng. Bạn tặng lễ thay lời gia đình các chủ đã lời cho bà quả phụ Trần Thị Thành cùng các con của ông Biên xin cảm ơn tấm lòng quý báu của các ông các bà và kính mời bạn trở ra bàn trà uống nước để gia đình đón tiếp và có lời đa tạ cảm ơn xin trân trọng kính mời
chiến tranh tàn nhẫn của cha giờ này đi vẫn còn chưa thắng cũng chả thắng. Mà với tâm nhà nhà mình thì bóng nay này thấy ông quá cha ơi. Cha ơi giờ thì ăn ăn tan của anh em chúng tôi đã được về rồi. Lấy gia đình chúng em là dũng là thương, nhận được tin anh đã ra đi về cùng với tổ tiên. Với tình cảm này chúng em trở về viên ăn tiền của anh, sửa lại nhau chậm họ biết sắm nhảy quả tươi kinh biến thông minh của anh và bày tỏ lòng chia sẻ nỗi đau thương này cùng với toàn thể dân gian. Để tưởng nhớ anh trong lúc đi xa, cho chúng em xót xa để dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Yeah.
Theo bóng Phật về cõi Niết Bàn,
ít phút nữa của ông, nếu như con của ông được cử hành trong thể bà con xóm láng họ hàng thân tộc, con cháu sẽ đưa giao lưu về cùng. Kẻ thiên là người còn người ra đi mãi mãi không trở về. Hồi chúng tôi có lời kinh cầu chúc cho công linh của ông được về coi niết bàn để tiêu thân tịnh độ. Xin người bạc kéo. Nam mô A Di Đà Phật.
trong cầu trông về nơi chữ suối, để ông đi theo thật mắt mẻ hết hơi nơi chữ suối. Kính thưa gia đình tăng chủ, kính thưa ban tăng lễ, kính thưa gia đình tăng hiếu, hội Phật tử chùa Bảo Khánh chúng tôi đến đây tụng kinh di quan cho ông đã truy viên hoàn tất, để tưởng nhớ đến ông may mắn ra đi không bao giờ trở lại. Hội Phật tử chùa Bảo Khánh chúng tôi xin một phút tưởng niệm, phút tưởng niệm ông được bắt đầu. Kính thưa tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, đại diện cho xã La Tiến Não, quý Phật tử của chùa Bảo Khánh, thôn An Châu, xã Hoàng Anh, đất mẹ hiền quê nhà. Sau khi đón nhận đọc tin chồng, cha ông của gia đình chúng tôi là chân linh ông Phạm Văn Biên đã 250 quy Phật, quy Tiên, quy Y Tam Bảo về nơi cửa Phật. Với những tình cảm này, đoàn đã bất chút thời gian vàng ngọc về cùng với thầy tổ chức khóa lễ phân liệm nhập quan tụ kinh cầu siêu cho chân linh của chồng cha ông chúng tôi được sớm vãng sinh tịnh độ an giấc ngàn thu, và chiều hôm nay chuẩn bị buổi lễ di quan tiến đưa an táng thi hài của chồng cha ông chúng tôi là Phạm Văn Biên được ra lưới an nghỉ cuối cùng. Các cụ, các ông, các bà đại diện cho giả La Tiên Não, quý Phật tử của chùa Bảo Khánh, thôn An Châu, quê nhà, đã có chút thời gian vàng ngọc trở về gia chung tổ chức khóa lễ chỉnh huấn tụ kinh cầu siêu cho chân linh của chồng cha ông chúng tôi được về nơi cửa Phật an giấc ngàn thu. Ban lễ tăng thay lời gia đình tăng chủ đã lời cho hiền thê bà quả phụ Trần Thị Thành cùng các con trai con dâu của ông Phạm Văn Biên chỉ biết cúi đầu cảm tạ các cụ, các ông, các bà đại diện cho giả La Tiên Não, quý Phật tử của chùa Bảo Khánh, quê nhà, và kính mời đoàn trở ra bàn trà ăn trầu uống nước để chuẩn bị công tác buổi lễ di quan tiến đưa an táng thi hài ông Phạm Văn Biên được về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân quê nhà. Sau khi buổi lễ tiến đưa chân linh của ông Phạm Văn Biên ra nơi an nghỉ cuối cùng được mồ yên mà ấm, thay lời cho bà quả phụ cùng các con của ông Biên, xin kính mong các giả La Tiên Não, quý Phật tử hãy cố gắng có chút thời gian vàng ngọc trở về gia đình tăng chủ ăn trầu uống nước để bà quả phụ cùng các con các cháu của ông Biên có lời đa tạ và cảm ơn A Di Đà Phật. Và sau đây em mời các cụ công các bà trở ra bàn trà ăn trầu nước xin đa tạ cảm ơn. Kính thưa toàn thể đại gia đình tam quyến tam gia, hôm nay đây thật là hồi hồi xúc động khi đoàn kim nhạc trẻ con nhận được lời mời và sự ưu ái từ phía gia đình. Đoàn chúng con đã trở về tại tam gia. Chúng thế là chúng con đến để xin chia sẻ nỗi buồn đau thương mất mát vô cùng con đường đường với toàn thể đại gia đình tam quyến. Sau đó chúng con cũng xin được phục vụ buổi lễ lễ tang của ông một cách trang trọng nhất. Vâng vâng ông ơi, đứng trên bàn ông khói hơi nghi ngút, tấm lòng thành thật chúc con đã vội trở về nơi đây. Giờ đây đứng trước bàn thiền chúc ông an giấc suối vàng ngàn thu. Vâng, và cũng là để tỏ lòng thành kính với ông chứ thì đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Giờ phút biệt ly lạy đây xin cho các bà kim nhạc chúng con được long trọng trở hành nghi lễ dâng hương để viếng ông. Và cái sau đây là nghi lễ dâng hương của đoàn chùa con xin được bắt đầu. Thank you.
những giọt nước mắt tao lao dài trên những gò má thân thương. Và vào những giờ khác biệt đi cuối cùng sau hết ngày nay, xin cho phép là tiếp nhận xuống chung để bày tỏ tấm lòng thành tình cùng với những tâm tư tình cảm bùi bùi xúc động, cùng với sự sẻ chia, chúng con sẽ được gửi gắm vào tiếng kèn, tiếng kèn sầu của buổi trưa chiều ngày hôm nay đây. Chúng con sẽ được tiễn biệt cụ về với tổ tiên, tiếng kèn vơi nỗi buồn phiền, bụi trần rũ bỏ cõi tiên ông về. Tiếng kèn thay lời sẻ chia, lưỡi buồn người ở người về cõi âm. Hương thơm tiếng sương một tuần, tiếng kèn xin rửa cử lên biệt người. Tiếng ông về chùa bồng lai, chúc ông an nghỉ rất dài ngàn thu. Vâng, vọng sau đây là khúc nhạc cùng đức đức sinh thành. Và kiếp nhạc chúng con xin được lúc trọng trình bày để thay lời cho tất cả các con của ông, xin được chi ân lên tâm hồn của người cha vô cùng vinh quý trước giờ chi xa. Cha ơi, cha về đất này, cha ơi.
Thank you.
sản xuất đồng thời chỉ nhận sức đồng này ban tổ chức đích thân trên đời của gia đình Tam Quyến đã đợi cho bà con cùng cùng các con các cháu của ông xin được chân thành cảm ơn tới toàn thể tin nhà trong đời thì tôi được người tất khi các cháu về đây sớm gần nhau thứ nhất là đủ chỉ một thành lập cho các con các cháu của ông. Thank you.
xin đã mời chị em trong đoàn trở ra phòng tang uống nước để chuẩn bị công tác có những nốt nhạc sầu tiễn đưa chồng cha ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân quê nhà. Xin trân trọng cảm ơn.